Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật hóa chất. Bà Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chương, điều của luật. Tuy nhiên, cần bổ sung một số nội dung sát với thực tế nhằm bao quát toàn diện cũng như phù hợp với xu hướng phát triển chung. Trong đó kiến nghị đưa thêm một số ngành chức năng tham gia vào công tác quản lý, bổ sung phương thức hậu kiểm khi đánh giá quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục công bố hợp quy tiêu chuẩn cơ sở nhằm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm được thông tin về các tiêu chuẩn cơ sở đang được thực hiện tại Việt Nam, đồng thời giúp tăng cường minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng. Đối với dự thảo luật hóa chất sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn các quy định liên quan như phạm vi ảnh hưởng của khu vực sản xuất, sử dụng, tái chế, bảo quản hóa chất, quy chuẩn an toàn môi trường nước, không khí. Công tác kiểm định hóa chất cần có đơn vị chuyên trách riêng biệt, giám sát về hoạt động hóa chất, loại hóa chất được phép sử dụng. Thể chế hóa công tác quản lý sử dụng đối với các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương, quốc phòng an ninh, ứng phó khẩn cấp đối với sự cố hóa chất. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Trung tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu đối với hai dự thảo luật, đồng thời sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.